Khoảnh khắc Theo Hernandez sút thành công quả đá luân lưu tại tứ kết Euro 2024 cũng chính là thời điểm chấm dứt những khoảnh khắc của Cristiano Ronaldo tại đấu trường Euro. Siêu sao người Bồ Đào Nha không khóc giống như ở trận đấu với Slovenia trước đó mà bình thản đón nhận thất bại ấy, thậm chí còn là điểm tựa cho người đàn anh Pepe. Rất nhiều các cổ động viên của CR7 phải lặng người khi chứng kiến những hình ảnh ấy. Họ hiểu rằng kể từ Euro 2028 sẽ không được thấy thần tượng của mình thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục nữa. Không bàn thắng tại Euro 2024 là thống kê của Ronaldo ở kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Dù cho anh đã rất cố gắng, chắc chắn cũng sẽ có những sự tiếc nuối dành cho CR7 sau 20 năm anh thi đấu tại đấu trường quốc tế. Và mọi người cũng dần chấp nhận rằng Ronaldo cùng các đồng đội lúc này khó có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch với các đối thủ như Tây Ban Nha, Anh hay Pháp. Và chức vô địch Euro 2016 tại Stade de France có lẽ cũng là quá đủ rồi. Không lâu sau khi trở về từ Euro 2024, Ronaldo nhanh chóng gạt đi nỗi buồn khi liên tục đăng những tấm ảnh tích cực trong kỳ nghỉ hè cùng những người bạn, những người thân của mình ở các địa điểm vô cùng sang trọng tại Ả Rập Xê Út. Trong khoảng thời gian sau đó, khán giả cũng liên tiếp được chứng kiến những hình ảnh vui tươi đến từ Ronaldo trong màn ra mắt màu áo đầu mới của Anas hay khi chơi thể thao. Có thể từ sau Euro 2024, các khán giả cùng các fan hâm mộ của Ronaldo sẽ không còn thấy anh khoác áo đội tuyển quốc gia thêm một lần nào nữa, khi vẫn chưa có quyết định chính thức từ CR7 rằng anh sẽ tham dự World Cup 2026. Nhưng tại câu lạc bộ thì chắc chắn là vẫn còn, khi siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn thời hạn hợp đồng với Anas. Thậm chí đội bóng tại Saudi Pro League còn muốn ra hợp đồng với Ronaldo sau những gì mà siêu sao này đã đem lại lợi ích cho họ ở hai mùa giải vừa qua. Ronaldo đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong khoảng 2 tuần trước để chuẩn bị cho một chiến dịch mới ở mùa giải 2024-2025. Hẳn với thành tích 41 bàn thắng ở mùa giải trước, anh cũng sẽ rất muốn lặp lại điều này thêm một lần nữa để tiếp tục lập kỷ lục cá nhân trên đất Ả Rập Xê Út này, cùng với đó là thay đổi kết quả cùng Anas với danh hiệu đầu tiên sau 2 mùa giải. Ronaldo cùng các đồng đội tại Anas chính thức bước vào mùa giải mới bằng trận bán kết tại Siêu cúp Ả Rập Xê Út khi đối đầu với các cầu thủ Al Taoun. Sau 2 mùa giải liên tiếp bị loại khỏi bán kết ở giải đấu này, trước các đối thủ đều đã lên ngôi vô địch Saudi Pro League sau đó. Rõ ràng đây là đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều đối với Anas và là cơ hội không thể tốt hơn để họ cải thiện thành tích đáng buồn ấy. Al Taoun đã xếp thứ tư ở Saudi Pro League mùa giải 2023-2024 trước đó, xếp trên cả những Al Ittihad hay Al Ettifaq. Nhưng trận đấu vào đêm qua, họ đã không thể hiện được quá nhiều trước đối thủ. Chỉ mất có 8 phút, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập tức ghi dấu ấn với một tình huống kiến tạo cho đồng đội. Từ một tình huống triển khai tấn công bên hành lang cánh trái, Ronaldo đón đường căng ngang của đồng đội trong một tư thế với. Tuy nhiên, pha chạm bóng hụt của anh lại vô tình trở thành một đường kiến tạo thuận lợi để Ayman Yahya đệm lòng cân thành giúp Anas vươn lên dẫn trước. Một sự khởi đầu như mơ của CR7 cùng các đồng đội và khoảnh khắc ấy giống như một điểm báo tích cực cho họ trong phần còn lại của trận đấu. Và còn đáng chú ý hơn nữa, đường kiến tạo ấy của Ronaldo đã giúp anh xác lập thêm một kỷ lục nữa cho bản thân khi nó đánh dấu cột mốc kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn trong 23 năm liên tiếp. Thật sự là một thành tích trên cả tuyệt vời. Cũng như mọi trận đấu khác, khát khao ghi bàn của Ronaldo là cực kỳ lớn. Anh đã chơi rất cố gắng, liên tục di chuyển quanh vòng cấm để nhận đường chuyền của các đồng đội. Tuy nhiên, chỉ thiếu một chút may mắn để siêu sao người Bồ Đào Nha có thể nổ súng trong khoảng 45 phút đầu tiên. Anas bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước một bàn và đây là kết quả không tồi khi chúng ta nhìn vào thế trận xuyên suốt hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Anas vẫn duy trì thế trận ấy khi kiểm soát bóng nhằm hạn chế cơ hội tấn công đến từ Al Taoun. Và điều gì đến cũng đã phải đến, bảng điện tử cuối cùng đã phải hiện lên cái tên Cristiano Ronaldo. Phút 57, từ một tình huống triển khai tấn công bắt nguồn từ chính Ronaldo, anh đưa bóng sang hành lang cánh phải trước khi chọn vị trí tuyệt vời trong vòng cấm, trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá, không cho thủ môn đối phương bất cứ cơ hội cản phá nào. Một cú dứt điểm gợi lại hình ảnh đỉnh cao của Ronaldo trong màu áo của Manchester United, Real Madrid và Juventus, thậm chí cũng đã xuất hiện rất nhiều lần trong màu áo của Anas ở hai mùa giải vừa qua. Và cũng giống bao lần nổ súng khác, Ronaldo chạy đến góc cột cờ, cái vẫy tay quen thuộc, cái đu người lên trên không, xoay vòng tròn trước khi tiếng siêu xuất hiện ở khắp khán đài của sân vận động. Những biểu cảm của Ronaldo lúc ấy, chắc chắn chúng ta đều hiểu anh mãn nguyện với bàn thắng đó đến mức nào. Và Alex Telles tiếp tục đóng vai như một phóng viên chuyên nghiệp khi có động tác giống như bắt chọn khoảnh khắc siêu ấy đến từ Ronaldo. Không cảm xúc làm sao được khi ở một khoảng thời gian nhất định vừa rồi, Ronaldo đã không thể ghi bàn. Anh đã trải qua mọi khó khăn ở các trận đấu tại Euro 2024 vừa qua. Dù thi đấu rất cố gắng, nhưng vẫn có một cái gì đó cản trở Ronaldo trong việc nổ súng. Nhưng cũng không hẳn là do số phận. Ở khoảnh khắc đối mặt với thủ môn đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, CR7 đã chọn cách dọn cỗ cho người đàn em Bruno Fernandes để giúp đội nhà có được lợi thế an toàn trong trận đấu.
Lần gần nhất Ronaldo có thể phá lưới đối thủ đã từ ngày 12 tháng 6, tức là cách đây 2 tháng. Khi ấy, Bồ Đào Nha đang trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2024 và CR7 đã lập cú đúp vào lưới Ireland trong một trận giao hữu. Thậm chí trong thời điểm Ronaldo ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn, camera đã bắt gặp được biểu cảm của thuyền trưởng Al Hilal, ông Jorge Jesus. Ông vuốt trán, không rõ có phải là sự lo lắng với chính đội bóng của ông ở trận chung kết sắp tới hay không. Nhưng có lẽ ông cũng ngầm thừa nhận, Ronaldo vẫn là nhân vật chính, vẫn đang có phong độ quá tốt trên đất Ả Rập Xê Út này, dù vừa trải qua giải đấu không mấy thành công của đội tuyển quốc gia. Một kiến tạo và một bàn thắng cho riêng mình là những gì mà Ronaldo đã làm được trong 57 phút đầu tiên của mùa giải mới. Những cột mốc được nối dài với 896 bàn thắng, 23 mùa giải ghi bàn và kiến tạo liên tiếp. Có lẽ mục tiêu của Ronaldo lúc này sẽ là 1.000 bàn thắng đến lúc giải nghệ. Anh chỉ còn thiếu 104 bàn nữa thôi để bước qua cột mốc vĩ đại này. Và đó cũng là sự khởi đầu như mơ đối với Al Nassr. Thậm chí, thành tích ấy còn có thể được cải thiện hơn nếu như CR7 làm tốt trong pha dứt điểm cận thành. Nhưng những gì diễn ra cũng là quá đủ với Ronaldo trong trận đấu này rồi. Anh rời sân ở thời điểm cuối cùng ở trận đấu trước những tràng pháo tay đến từ cả các cổ động viên của đội chủ nhà. Cuối cùng, Al Nassr có được chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Antalya. Và chiến thắng này đã có thể trọn vẹn hơn nếu như Marcelo Brozovic không quá tham bóng trong tình huống tranh chấp với đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc cựu tiền vệ của Inter Milan sẽ vắng mặt trong trận chung kết sắp tới đây với Al Hilal. Một mất mát không hề nhỏ đối với đoàn quân của huấn luyện viên Luis Castro. Và khi ra ngoài nghỉ ngơi rồi, Ronaldo vẫn rất xông xáo khi phàn nàn với các trọng tài về quyết định chất quyền thi đấu của đồng đội. Phải nói rằng, CR7 đã chiếm mọi spotlight ở những thời điểm đáng chú ý nhất của trận đấu. Chiến thắng trước Antalya vừa qua là bước chạy đà hoàn hảo của Al Nassr cũng đưa Ronaldo ở mùa giải 2024-2025. Và họ tiếp tục sẽ có cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi đối đầu với đương kim vô địch Al Hilal tại trận chung kết vào đêm ngày kia. Một đối thủ được cho là đang thống trị tuyệt đối tại Ả Rập Xê Út lúc này và đã gieo sầu rất nhiều lần cho Al Nassr ở mùa giải năm ngoái, thậm chí còn khiến Ronaldo bật khóc ngay trên sân. Đương nhiên rồi, khi đã xóa bỏ thành tích đáng buồn tại bán kết ở giải đấu siêu cúp thì không có lý do gì để CR7 và các đồng đội có thể nghĩ về một cuộc lật đổ trước Al Hilal tại Prince Abdul Aziz sắp tới. Và nếu có thể làm được điều đó, Al Nassr sẽ trả được món nợ phần nào đã vay trước đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus để có được danh hiệu đầu tiên kể từ khi Ronaldo cập bến, và cũng là một tín hiệu tích cực để họ hướng tới chiến dịch mới tại Saudi Pro League diễn ra vào tuần sau. Ronaldo đã có được sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới và các cổ động viên của anh chắc hẳn sẽ rất mong anh sẽ duy trì điều này ở trận chung kết sắp tới để giúp mọi người quên đi giọt nước mắt đầy cay đắng của anh vào đầu tháng 6 vừa qua. Họ muốn nhìn thấy CR7 tươi cười thêm một lần nữa trước Al Hilal, giống như những gì đã diễn ra tại cúp các câu lạc bộ Ả Rập. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục thất bại thì Ronaldo cùng Al Nassr chỉ còn biết cách chấp nhận rằng Al Hilal vẫn đang quá mạnh tại Ả Rập Xê Út nói riêng và cả châu Á nói chung.